Xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, các bạn cùng chơi với những con vật đáng yêu của mình các bạn nhé. Hôm nay mình đưa các con vật này ra ngoài cánh đồng chơi này các bạn này. Và chúng mình có một bạn chó màu đen trắng mới các bạn nhé. Nhưng đầu tiên thì chúng mình sẽ chơi với bạn rùa này. Bạn rùa này. Chuyển rất là tốt các bạn. Rùa của mình nhé. Bạn rùa đứng ở đây. Chúng mình sẽ chơi với bạn chó này. Chúng mình sẽ chơi với bạn chó cứu hộ trước nhỉ. Mình sẽ chơi với bạn chó cứu hộ này trước nhá. Chú chó cứu hộ ba trộn. Bạn ấy đứng ở đây. Còn đây là bạn chó. Bạn này là bạn chó to nhất của nhà mình đấy. Bạn chó đen trắng đấy. Bạn này thì rất là khỏe. À, bạn này khỏe quá. Rất khỏe các bạn ơi. Hai tay bạn ấy này. Chúng mình sẽ chơi với bạn bò sữa nhá. Bò sữa này. Bạn ấy bị mắc chân rồi đấy. Và chúng mình sẽ chơi với bạn Châu. Bạn Châu của mình. Video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy xem và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình xin cảm ơn và xin chào các bạn.